Nôn tiền ra. Em xem xét kỹ tình hình rồi, nhà này cũng không khá giả gì, nhưng chắc cũng phải có ít của để dành. Hai vợ chồng người con đi xuống núi bán củi sáng mai mới về, chỉ còn ông cụ ở trong gian nhà chính. Được, có ít còn hơn không. Lấy được tiền ta sẽ gửi về cho mẹ một ít, rồi anh em ta cao chạy xa bay. Để ta đột nhập vào trong, ngươi ở ngoài này canh gác có gì báo động ngay. Vâng, em biết rồi. Ngồi im, cấm kêu. Lấy hết tiền trong tủ ra đây mau, bằng không thì ta sẽ lấy cái mạng già đầy của ông. Nhanh lên, còn nhìn cái gì nữa, muốn chết hả? Tiền ở trong ngăn kéo dưới, trong tủ không còn tiền. Sao chỉ có bấy nhiêu thôi, tiền dành dụm đâu hết rồi? Khai ra mau, ta đã đến đường cùng rồi nên chẳng ngán điều gì nữa đâu. Cả nhà lão chỉ có chút ít đó để dành tiền mua gạo. Hai đứa con nhà lão chỉ trông chờ vào mấy ruộng ngô với tiền bán củi, thì làm gì có tiền của dư giả gì chứ. Lão chỉ có bấy nhiêu thôi, không dám nói sai lời. Canh hai rồi, trời sắp sáng, ngươi còn tốn thời gian lục lọi đống đồ cũ làm gì? Ngươi có thể cầm hết chút tiền của lão đi, nhưng xin hãy để lại một ít, vì gạo của nhà lão đã hết. Nếu ngươi không để lại một ít, ngày mai lão sẽ phải nhịn đói mất. Chỉ cần một ít vừa đủ bữa cháo ngày mai là được. Ngươi không để lại cho lão chút tiền cũng được, nhưng lấy được đồ vật của lão cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Cảm ơn. Quả thật không phải người đã mất hết nhân tính. Chắc người gặp phải chuyện gì mới đi tới đường cùng con đường phi pháp này. Thôi, người đi nhanh không trời sáng. Tên cướp này táo tợn thật, toàn xông vào nhà giữa nửa đêm. May quá, hắn bị bắt rồi, từ giờ không phải nơm nớp lo sợ nữa. Xin hỏi ông, đêm hôm qua có phải tên này đã đến đây cướp tiền của ông không? Hắn không cướp đoạt tiền của ta, là chút tiền nhỏ ta cho hắn thôi. Sao lại thế? Rõ ràng hôm qua người của ta nắm rất rõ hành tung của tên này. Hắn là đột nhập vào nhà của ông và mấy nhà nữa mà. Ta không biết hắn là tên cướp. Hắn có ngỏ lời xin tiền ta thôi. Trước lúc hắn rời đi, hắn cũng nói tiếng cảm ơn ta rồi. Như vậy, vụ việc hôm qua hắn chỉ cướp có một nhà. Giải hắn về huyện đường, xem xét thật kỹ, xem hắn đã gây ra bao nhiêu vụ trước đây rồi. 5 năm sau, anh là... Con là tên cướp năm xưa đột nhập vào nhà ông giữa đêm. Nhưng thay vì có thể kể tội con và đẩy con vào đường cùng, ông đã giúp con thoát được tội nặng đêm hôm đó. Trên đời này không có chuyện gì là lạc lối, không thể quay đầu lại. Không có chuyện gì là sai lầm, không thể sửa chữa. Chỉ cần con giữ được tính thiện của con, thì nhất định sẽ có con đường trở về. Ta chỉ giúp con thoát một tội nhỏ, có đáng là bao. Còn tội của con gây ra, con vẫn phải chịu mà. Vâng, sau đó con đã bị phán mấy năm tù sai. Sau khi ra tù, con đã khuyên bảo rất nhiều anh em con quay trở lại con đường lương thiện. Giờ con đến đây xin cảm ơn ông, không hẳn vì ông giúp con thoát tội, mà chính lòng bao dung của ông
đã giúp con thay đổi suy nghĩ, giúp con thay đổi cuộc đời. Con xin hoàn trả lại ông số tiền hôm đó. Đây hoàn toàn là tiền con đã tự tay kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt lương thiện. Con đã hiểu được như vậy là đúng lắm. Chào mọi người nhé. Tôi đi thăm anh bạn tôi mấy hôm rồi tôi về. Anh sướng thật đấy, có cả bạn sống ở nhà phú ông. Phải đấy, nghe nói nhà người giàu toàn đồ quý giá, đắt tiền. Đồ ăn thức uống thì toàn của ngon vật lạ. Ôi, sướng thế. Anh đi chơi về, nhớ kể cho chúng tôi mở mang đầu óc nhé. Được rồi, cứ ở nhà. Tôi về có chuyện gì hay sẽ kể cho mọi người cùng nghe. La 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 la. La 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 la. Anh nhớ về sớm nha. Đến phòng tôi rồi. Hang chuột nhà phú ông mà cũng chật hẹp thế này ư? Chẳng bằng một xó cái hang nhà mình. Hơ, cái anh này, ở nhà phú ông tất đất tất vàng. Một tất cái hang của tôi bằng cả ngàn thước cái hang ngoài đồng của anh ấy chứ. Ừ, anh nói chí phải. Người ta bảo ăn nhiều, ở hết bao nhiêu. Anh ở nhà phú ông, ăn sung mặc sướng, chật chội tí là phải rồi. Vào đây nghỉ ngơi một tí, rồi tôi dẫn anh đi ăn. Đi nào, theo tôi. Eo ơi, đây là đâu mà mùi hôi thế? Đây là chuồng gà đấy. Chúng ta phải đi qua chuồng gà, rồi chuồng bò mới đến được bếp. Nhà ông ấy rộng lắm, nhưng nuôi mèo, nên bọn tôi chỉ dám quanh quẩn dưới này thôi. Lại còn thế nữa. Nào, đi tiếp nào. Eo ơi, đây là cái sân cạnh chuồng bò. Chúng ta phải đi ở đây mới không bị họ phát hiện. Lên đây, để xem hôm nay có món gì đãi anh nào. Cơm cháy. Chỉ có cơm cháy thôi sao? Cứ bình tĩnh, để xem nồi này nữa. À, hôm nay có cá giết kho tương. Nhưng đây chỉ là khúc xương thôi mà. Làm gì có thịt mà ăn. Ờ, cái anh này, xương cũng ăn được chứ sao. Nếu anh không biết ăn thì cố mà liếm. May ra vẫn còn dính tí thịt đấy. Hứ, ngoài đồng chỉ có mấy con tép riêu, chứ lại được thưởng thức cả cá giết kho tương đặc sản thế này à. Kìa, ăn nhanh lên. Cậu không ăn được xương, hay ăn canh thừa đổ trong thùng rác kia đi. Mau lên, ăn nhanh rồi chuồn, kẻo người nhà phú ông mà thức dậy, đánh cho chúng ta chết cả nút bây giờ. Sao anh về sớm thế? Không ở chơi với tôi thêm mấy hôm nữa đã? Tôi sực nhớ ra, ở nhà còn chút việc quan trọng. Thôi, hẹn anh lần khác tôi tới sau vậy. Anh về cẩn thận nhé. Anh về rồi à? Sao về sớm vậy? Thế nào? Nhà phú ông hoành tráng lắm phải không? Mau kể chúng tôi nghe với. Tôi nói thật các anh, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhà anh bạn tôi ở hôi hám, bùn đất, thậm chí còn bẩn thỉu hơn nhà chúng ta ở đây ý. Đã thế, chẳng có thịt mà ăn, suốt ngày chỉ đi liếm xương thừa canh cặn mà thôi. Hả? Thật thế sao? Anh nói thế nào ấy chứ? Hay là lại ngồi đấy giếng mà nói? Làm gì có cái giếng nào mà ngồi. Chỉ có cái hang bé tí, tối om thôi. Còn xa mới bằng hang của tụi mình ở đây. À thế, lúc nào cũng phải chui lũi, vụng trộm, chỉ nơm nớp lo bị người ta đánh chết nữa chứ. Hừ, có biếu tiền quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm.
Ba chàng thợ xây. Mệt quá, nghỉ tí đi các anh, nắng kinh khủng thật. Chán quá, cứ tưởng thế nào, giữa cái khu đồng không mông quạnh này, toàn cỏ là cỏ, chỉ có mỗi ba ta là người đặt những viên gạch đầu tiên. Tôi cũng như anh đấy, lúc đầu cứ hình dung khu đô thị mới, nó phải hoành tráng lắm. Ai dè đến đây rồi, chán hẳn. Đợt này, thợ đang bận hoàn thiện nốt cho kịp tiến độ mấy công trình lớn. Chắc ông chủ sẽ sớm bổ sung thôi. Tôi thấy tương lai khu này chắc chắn sẽ rất đẹp, sẽ trở thành một khu đô thị tấp nập, hiện đại cho mà xem. Anh nghĩ xa xôi nhỉ? Đợi đến cái ngày ấy, chắc chúng ta cũng đã già rụng hết cả răng rồi. Ai, phải đấy. Một tuần sau. Nghỉ tí thôi, làm từ sáng chưa ngơi tay rồi. Thằng Hải Béo nó bỏ rồi, chỉ còn mỗi tôi với anh, buồn nhỉ. Nó bỏ dở cũng phải, đúng là tôi cũng chán đến tận cổ cái nơi này rồi. Huy này, anh đừng có nản chí, mọi chuyện giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà. Cứ tưởng làm dự án khu liên hợp thì hoành tráng lắm, ai dè. Này, anh tưởng tượng mà xem, trong tương lai, chỗ kia sẽ là đại siêu thị hiện đại. Bên này là tổ hợp khu dân cư cao cấp, xa xa còn có sân tennis, bể bơi. Không chừng chỗ chúng ta đang ngồi đây lại trở thành một quán cà phê cũng nên. Tôi cứ nghĩ đến những thứ sau này chúng ta xây dựng nên là lại muốn làm việc. Chúng ta xây mãi chẳng xong cái bức tường bao này mà anh lạc quan thật đấy. Tôi thì chịu. Công việc nào mới bắt đầu mà chẳng khó khăn. Thôi, tôi cũng chỉ cố làm từ giờ đến hết tháng, đợi ông chủ thanh toán xong lương lậu, rồi tôi cũng phải tìm việc khác. Mà tôi cũng khuyên thật anh, ở đây chẳng có tương lai gì đâu. Làm thì cứ cố làm thôi, chứ mong đợi gì. 10 năm sau. Nghe nói lần này họ tuyển cả 1000 nhân công cơ đấy. Phải đấy, được làm công trình lớn thế này ai cũng thích. Đương nhiên, nghe nói chế độ đãi ngộ ở đây cũng tốt lắm. Phải đấy, ông trưởng ban quản lý ở đây ngày đầu trước cũng là dân xây dựng nên hiểu biết và tâm lý lắm. Mời người tiếp theo, anh Đỗ Quốc Huy. Có tôi. Chào ngài. Hả? Huy, anh đấy à? Lâu lắm không gặp, mau ngồi xuống đây đi. Đúng là trái đất tròn, không ngờ anh em lại gặp nhau sau cả chục năm thế này. Dạo này anh thế nào? Tôi... Anh thay đổi nhiều quá, không ngờ giờ đã làm đến chức trưởng ban dự án rồi. Ngày đây các anh bỏ việc hết, còn mỗi mình tôi. Vài hôm sau thì công ty đưa đội xây dựng dự án về. Tiến độ công trình ngày càng nhanh. Anh thấy đấy, bây giờ ở đây là cả một khu liên hợp đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á rồi. Mà mãi nói chuyện quá, còn anh mấy năm qua thế nào? Tôi sau đấy về quê, cứ làm việc túc tắc cho người ta thế thôi. Ai thuê gì làm đấy. Dạo này ở quê làm ăn khó khăn quá, thành ra lại phải mò lên thành phố kiếm việc đây. Còn thằng Hải Béo nữa, anh có biết gì về nó không? Nghe nói hoàn cảnh của nó thê thảm và tội lắm. Thú thật, từ ngày xa nhau, tôi cũng chẳng có tí tin tức gì về cậu ấy. Giá hồi ấy mà các anh cứ ở lại với tôi, chịu khó một chút, vượt qua những khó khăn lúc đầu, chắc giờ Soạn cũng làm quản đốc công trình cả rồi. Anh nói phải, giá lúc ấy tôi... Mà thôi, anh uống nước đi, anh đã đến thì ở làm việc với tôi. Để tôi thử tìm thằng Hải xem nó ở đâu, mời nó về, anh em lại làm việc với nhau như ngày xưa, anh ạ. À, cảm ơn anh. Từng này đâu có đủ. Thank you.
Tuy nhiên ta vẫn băn khoăn. Chẳng lẽ cả cái trấn này không có kẻ xấu, chỉ toàn người tốt? Được, để xem. Này, ông ơi! Tôi rất sẵn lòng giúp ông cạo bớt chồng râu cho gọn gàng hơn. Tôi ư? Ông uống chút nước này đi, chờ tôi một chút. Tôi sắp xong việc rồi. Tự dưng anh ta lại muốn giúp mình sao? Vô lý. Để xem. Xong rồi, cảm ơn ông. Mời ông. Từ sáng tới giờ ông đã ăn gì chưa? Tôi chưa. Vậy thì chắc hẳn ông đã đói lắm rồi. À vâng, cũng không sao, tôi quen rồi. Ông chịu khó một lát, tôi làm xong ngay đây. Xong rồi. Nhưng tôi chẳng có tiền để trả anh đâu. Ồ không, tôi chỉ giúp ông thôi. Ông cầm đi, mua tạm cái gì đó mà ăn cho đỡ đói bụng. Sao? Ông cứ cầm đi. Chẳng nhẽ tôi không thể giúp một người ăn xin nghèo khổ vài đồng ư? Hừ, ta không tin anh ta lại tốt đến vậy. Được rồi, để xem. Chào anh. Tôi có chuyện muốn nói. Chuyện ư? Có chuyện gì thế? Mời ông vào nhà uống chén nước rồi nói. Hôm qua, tôi tình cờ đào được trong túp lều rách nát của mình cái này. Tôi dành một phần để cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Anh thật sự đã đối xử với tôi rất tốt. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa gặp được một người tốt đến vậy. Gì vậy? Trời ơi, vàng! Tôi rất biết ơn lòng tốt của anh. Món quà này là để cảm ơn anh. Anh hãy nhận lấy cho tôi vui lòng. Đúng là rất nhiều, nhưng từng này đâu đã đủ chứ. Tôi nghĩ mình đáng được nhận nhiều hơn. Sao? Ta biết ngay mà. Chắc chắn hắn tưởng ta đào được vàng thật, muốn đòi thêm đây mà. Anh ta cũng đâu có gì tốt đẹp. Vậy anh muốn thêm bao nhiêu? Sao vậy? Anh cười gì chứ? Xin lỗi, ông đừng bao giờ nghĩ có thể trả công. Tôi không cạo râu giúp ông để được trả công. Tôi làm việc đó chỉ mong giúp đỡ được phần nào cho những người bất hạnh hơn mình. Ông hãy cầm nó về đi. Tôi làm việc đó chỉ mong giúp đỡ được phần nào cho những người bất hạnh hơn mình. Lời đồn quả không sai. Ở đây, đến người thợ cắt tóc cũng như vậy, thì sao lại không thanh bình, yên ổn, sung túc, thuận hòa được cơ chứ? Muốn có một cuộc sống tốt đẹp, trước hết, mỗi chúng ta hãy là một người tốt đẹp. Sự tích con muỗi. Ngày xưa, ở thôn làng kia, có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm. Ngọc Tâm có người vợ hết sức xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Anh Tâm, sống chết âu cũng là cái số, đừng quá đau buồn. Tôi nghe nói nơi thượng nguồn con sông đằng phía tây có vị thần tiên có thể cải tử hoàn sinh. Đó chỉ là chuyện trong truyền thuyết. Cho dù có thật đi chăng nữa thì đường đến đó là đoạn đường mà người thường không thể vượt qua. Tôi sẽ bán nhà cửa, đất đai để mua một con thuyền chắc chắn vượt sông. Trời ơi, anh điên rồi. Đây là những loại thảo dược sẽ giúp mình giữ được chút sinh khí còn lại. Cảm ơn mọi người đã lo lắng và ra tận đây tiễn biệt. Thật là cứng đầu và liều lĩnh. Đó là vị đạo sư tài ba trong truyền thuyết. Phải thỉnh cầu ông ấy mới được.
ông lặn lội vượt dòng sông dữ đến đây, muốn xin tiên ông ban cho một đặc ân. Con có điều gì cần ở ta? Con muốn xin tiên ông rộng lòng từ bi, cải tử hoàn sinh cho người vợ tội nghiệp. Nhan sắc thật là lộng lẫy, nhưng tướng mạo lại không phải là một người có tính thiện. Ra đi đường đột, âu là cái số khó tránh. Ngươi hà cớ gì phải mất công như vậy? Thưa tiên ông, con đã 3 năm thịnh vợ nghĩa chồng. Tiên ông hãy ra tay cứu giúp. Để giúp ngươi, nhưng bản tính con người khó sửa. Có chuyện gì, ngươi đừng có lấy làm ân hận. Hãy dùng cây kim bạc này chích lấy 3 giọt máu ở đầu ngón tay ngươi, nhỏ vào cái xác thì vợ ngươi sẽ sống lại. Đây là đâu? Lại rồi, thật tốt quá. Chúng ta về nhà thôi. Tôi đói bụng quá. Chúng ta ghé tạm vào bến sông này ăn tối, rồi nghỉ qua đêm, mai lại lên đường cũng được. Mình ở đây đợi, để tôi đi kiếm đồ ăn nhé. Mình ơi, mình đợi có lâu không? Mình ơi, mình đâu rồi? Có chiếc thuyền buôn lớn lắm dừng ở bãi sông. Nghe nói ông ta có những loại vải thượng hạng đấy. Nhưng tiếng đồn về vải thượng hạng chẳng bằng tiếng đồn về người vợ xinh đẹp của ông ta. Mọi người nô nức ra xem cũng chỉ để ngắm cô vợ đó thôi. Đúng là mình rồi. Mình đi tìm tôi làm gì? 2 tháng nay tôi bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm mình khắp nơi. Giờ gặp lại vui mừng biết bao. Chúng ta cùng trở về nhà làm ăn sinh sống như xưa thôi. Như xưa? Không đời nào. Sao lại thế? Duyên vợ duyên chồng đã hết. Giờ thì đường ai nấy đi. Anh đừng tìm tôi nữa. Thì ra là thế. 3 năm tình nghĩa vợ chồng không bằng một chiếc thuyền buôn. Tiên ông nói đúng. Duyên mình đã sớm hết mà mình không nhận ra. Mình có thể tự do bỏ tôi, song tôi muốn mình còn lưu giữ gì về tôi nữa. 3 giọt máu là mình sống lại. Mình hãy bỏ nó đi cho tôi khỏi vấn vương, đau khổ. Tôi sẽ bỏ đi 3 giọt máu ấy. Tôi cũng chẳng muốn vấn vương gì cả. Người đàn bà phụ bạc sau khi chết vẫn luyến tiếc cõi đời, nên hóa kiếp thành một con vật nhỏ, ngày đêm giả vờ khóc than vo ve đêm ngày, tìm cách đánh cắp lại 3 giọt máu của chồng để trở lại làm người. Giống này sinh sôi nảy nở rất nhiều, người ta đặt tên nó là con muỗi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.